Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của dược phẩm Bilura. Bệnh đau dạ dày là một trong những bệnh phổ biến nhất của đường tiêu hóa, gia tăng đáng lo ngại tại Việt Nam, với tỷ lệ dân số mang yếu tố nguy cơ lên đến 70%. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 6 loại thực phẩm mà người bệnh đau dạ dày nên ăn. Thứ nhất là bột nghệ. Nghệ có tính chất curcumin và tính kiềm giúp làm giảm nồng độ axit trong dịch vị dạ dày. Nghệ vàng giúp làm lành vết loét, mờ sẹo, chống viêm, chữa đau dạ dày hiệu quả. Cách dùng: lấy khoảng 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ pha với mật ong, uống lúc đói. Lưu ý không lạm dụng, tránh tác dụng phụ của nghệ như buồn nôn, tiêu chảy, nóng trong người, v.v. Thứ hai là chè dây. Hoạt chất flavonoid trong chè dây chống hình thành vết loét, giảm đau dạ dày. Thường xuyên uống chè dây cũng có thể diệt khuẩn HP, nguyên nhân gây viêm loét dạ dày, tá tràng dẫn đến ung thư dạ dày. Cách dùng: dùng 60-70g chè dây, chia làm nhiều lần để uống trong một ngày. Nên uống chè trước bữa ăn 30 phút để có tác dụng tốt nhất. Thứ ba là cam thảo. Cam thảo là một vị thuốc kháng axit tự nhiên trong quá trình điều trị bệnh viêm loét dạ dày. Cách dùng: uống 3-5g cam thảo dưới dạng bột hoặc cao lỏng trước bữa ăn 30 phút. Lưu ý uống liên tục trong 1-2 tuần rồi ngưng. Thứ tư là bột chuối xanh. Trong đông y, chuối xanh có vị chát, tính mát, giúp bổ tỳ, lợi tiểu, nhuận trường. Hoạt chất trong chuối xanh có thể chữa bệnh đau dạ dày và phòng ngừa ung thư đường ruột. Chuối xanh cần phơi khô trong nhiệt độ thấp, tránh ánh sáng mặt trời. Cách dùng: tán chuối xanh thành bột trộn với mật ong và vo viên, uống 2 lần mỗi ngày trước bữa ăn chính. Thứ năm là nha đam. Nhựa nha đam có tác dụng kích thích tiêu hóa, chữa táo bón, ức chế lượng axit trong dịch vị dạ dày và hỗ trợ quá trình làm lành vết loét. Cách dùng: lột sạch lớp vỏ màu vàng của nha đam, ép phần lõi nha đam thành nước uống 2 lần mỗi ngày. Thứ sáu là táo. Giống như chuối, táo là nguồn dồi dào chứa pectin có thể thúc đẩy sự hoạt động của dạ dày và đường ruột, giúp cho quá trình bài tiết thuận lợi hơn, cũng rất hữu ích với người bị táo bón. Để làm giảm đau dạ dày và ngăn ngừa bệnh tái phát, các bạn cần thiết có thể bổ sung nhiều táo trong chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách ăn quả hoặc uống nước ép táo đều rất tốt. Như vậy là tôi đã chia sẻ chi tiết 6 loại thực phẩm mà người bệnh đau dạ dày nên ăn. Thân chào và hẹn gặp lại bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilura TV.